Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Hôm nay buổi tập thứ 3 của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong một bầu không khí đón chào sự góp mặt của một số các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội cũng như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Xuân hay Hoàng Việt Anh. Chúng ta cùng xem là buổi tập có sự góp mặt của khá đông các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Gần như đây sẽ là cái quân số để chuẩn bị trận đấu gặp đội tuyển Oman sẽ diễn ra như thế nào. Các bạn thân mến, trước khi bước vào những hình ảnh của các cầu thủ đến với buổi tập ngày hôm nay, chúng ta cùng quan sát một lượt cái vòng cái sân bóng tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Các bạn có thể thấy là lúc này thì rất nhiều các trợ lý đã xếp xong các marker, xếp xong những khung thành nhỏ. Thời lượng của buổi tác nghiệp nó có giới hạn, nhưng mà chúng ta quan sát được những cái dụng cụ marker hay là những cái khung thành nhỏ như này thì có lẽ chúng ta cũng thể đoán được là đội tuyển của chúng ta sẽ tập những bài tập liên quan đến sút những khung thành rất là nhỏ như này. Thực tế là cái trận đấu gặp đội tuyển Oman khá là cận kề rồi, và thời điểm tập trung của các cầu thủ của đội tuyển cũng không được nhiều, nên mình nghĩ rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vẫn giữ nguyên cái sơ đồ đội hình quen thuộc với sơ đồ 3 trung vệ và lắp ghép những cầu thủ khác vào để phù hợp với lối chơi mà thôi, chứ sẽ không phải là những cái bài tập mang tính chất thể lực nhiều. Và các bạn thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị rất nhiều để chuẩn bị những bài tập chiến thuật, những bài tập sút khung thành để củng cố khả năng phối hợp, củng cố khả năng sút trúng mục tiêu của các cầu thủ. Hôm nay thì các phóng viên đến khá đông. Sau trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Thanh Hóa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội hội quân tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt có sự góp mặt của Quang Hải là một cầu thủ vô cùng đáng chú ý. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thanh Hóa, các bạn biết là Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để giúp câu lạc bộ Hà Nội có 3 điểm đầu tiên tại V-League năm 2022. Lúc này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đến rồi. Ông đến sớm hơn các cầu thủ khoảng chừng 15 phút vào lúc khoảng 16:30. Nay thì đội tuyển của chúng ta theo lịch tập luyện là khung giờ 16:30, nhưng đội có lẽ là đến chậm hơn so với dự kiến khoảng 10 phút. Thời tiết tại Hà Nội ngoài thì cũng khá là mát, nhiệt độ khoảng 26 độ C, không có nắng. Và với nhiều người mà có những vấn đề liên quan đến đường hô hấp thì đây là một thời tiết khiến cho mọi người rất là dễ hắt hơi sổ mũi, đặc biệt là cái tình hình dịch bệnh Covid-19 nó cũng đang rất là phức tạp nữa, nên là cái việc ảnh hưởng đến đường hô hấp nó cũng đều là một cái điều rất là dễ xảy ra. Ngày 18, tức là ngày mai, thì đội tuyển của chúng ta sẽ có một cái buổi tập thi đấu nội bộ để rà soát lực lượng. Các bạn biết được là gần đây thì cũng có một số cầu thủ đã phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam do tình hình Covid-19, ví dụ trường hợp của Văn Hoàng, trường hợp của Hùng Duy. Trường hợp Văn Hoàng thì hiện tại vẫn chưa có người thay thế thủ môn Văn Hoàng. Còn lại trường hợp của Nguyễn Hoàng Duy thì ngay lập tức huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi Lê Văn Xuân, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, di chuyển lên đội tuyển Việt Nam để thay thế. Các cầu thủ đã đến và bắt đầu bước vào buổi tập rồi. Hải Quế, Nguyên Mạnh là những người đi ra đầu tiên. Sau đó sẽ là những cầu thủ Ariano Smith, Quang Hải, Tấn Tài, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hải Huy. Tân binh Nguyễn Hải Huy hay Ariano Smith hay là Vũ Tuyên Quang, Châu Ngọc Quang đều là những cầu thủ mà rất mới đối với thành phần của tuyển lần này. Hy vọng họ sẽ đem đến những làn gió mới, tươi mới cho huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là người hâm mộ. Các cầu thủ khác cũng bắt đầu dần dần bước ra rồi. Ở cái buổi video hôm trước thì mình cũng có nói nhầm cái tên của thủ môn Vũ Tuyên Quang thành Tuấn Tuyên Quang, rất mong mọi người thông cảm, bởi vì thật sự là có một người bạn ở trợ lý của đội tuyển U23 Việt Nam, Tuấn Tuyên Quang, mình cũng đọc nhầm. Chính xác là thủ môn tân binh của đội tuyển Việt Nam được gọi là Vũ Tuyên Quang mọi người nhé. Rồi, Công Phượng đây rồi. Các cầu thủ của chúng ta sẽ lắng nghe huấn luyện viên Park Hang-seo. Nghĩ rằng là sẽ là những lời chia sẻ khá là ngắn gọn, xúc tích. Sau đó đội sẽ bước vào buổi tập thôi. Vâng, gần như là ông cũng chỉ động viên và bước vào tập luôn thôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo có gọi Bùi Hoàng Việt Anh. Hôm nay thì chúng ta cùng quan sát là Bùi Hoàng Việt Anh, người đã thi đấu trận đấu của Hà Nội gặp câu lạc bộ Thanh Hóa, không mang xì đồng, không mang lót ống đồng. Trong khi đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục nhắc riêng Hoàng Đức. Năm trước thì Hoàng Đức đã phải bỏ giờ buổi tập do huấn luyện viên Park Hang-seo lo ngại Hoàng Đức bị chấn thương nặng.
Nhưng bây giờ thì có lẽ là Đức đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tập luyện có đồng đội rồi. Buổi tập ngày hôm trước thì Quế Ngọc Hải không có vấn đề gì, nhưng mà theo thông tin mình có được thì lúc này thì Hải Quế đang có những dấu hiệu căng cơ và có lẽ có thể phải tập riêng. Ở buổi tập hôm trước thì Tiến Linh là cầu thủ đầu tiên phải tập riêng do bị tổn thương và tím mu bàn chân. Hôm nay thì có lẽ Tiến Linh cũng đã có thể tập lại cùng các đồng đội rồi. Tiến Linh đang mang một trang phục rất sẵn sàng để tập luyện. Theo những gì mình quan sát thì các cầu thủ của Hà Nội đá chính trong trận đấu vừa rồi, trận đấu ngày 16 tháng 3 ở Quốc Bộ Thanh Hóa thì đều không mang lót ống đồng, khác hẳn với các cầu thủ còn lại. Đây là một hình ảnh khá là lạ lẫm với rất nhiều người, nhưng với mình thì khi tác nghiệp mà các buổi tập của đội Việt Nam thì mình cũng khá quen thuộc rồi. Sau những trận đấu căng thẳng thì bằng một lý do nào đó mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng theo những cái gì mà mình biết thì có lẽ là thầy Park đang muốn giảm tải những cái trọng lượng lên đôi chân của các cầu thủ vừa thi đấu với cường độ cao, và để cho đôi chân của các cầu thủ nhẹ nhàng hơn để tham gia những cái bài tập nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì nặng nề cả. Trong khi đó các cầu thủ còn lại khi chưa có cường độ cao ở những ngày vừa rồi thì sẽ tiếp tục tập luyện chiến thuật, tập luyện những bài tập đối kháng để làm sao duy trì được cảm giác bóng và sẵn sàng với trạng thái vận động. Đây là một điều mà mình thấy thời huấn luyện viên Park Hang-seo chúng ta đang áp dụng, và không biết là hiệu quả của nó đến đâu, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang có một cái danh sách các cầu thủ đội tuyển thực sự phải nói là có một nền tảng thể lực rất là tốt, từ Hùng Dũng, Lê Văn Xuân hay là Hồ Tấn Tài, tất cả các cầu thủ gần như là đều có nền tảng thể lực khá sung mãn. Một số các trường hợp có tiền sử, xin lỗi các bạn, là gọi là lịch sử thể lực không được tốt, ví dụ như Xuân Trường, Tuấn Anh thì cũng đang cố rất là cố gắng cải thiện. Trong máu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì thực tế là các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng nền tảng thể lực cũng chưa được sung mãn cho lắm bằng các một số cầu thủ khác. Tuy nhiên là một số cầu thủ như Văn Thanh hay Công Phượng có lẽ là trường hợp ngoại lệ. Đây là những cầu thủ thực sự phải rất dẻo dai, rất khỏe, khác hẳn với cơ địa của các cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường. Đây là Quang Hải, người ít ngày vừa rồi các bạn biết được là rất nhiều những thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng. Ngày hôm qua, ngày 16 tháng 3, Quang Hải đã có những hình ảnh thi đấu rất xuất sắc trong áo của bộ Hà Nội, có một bàn thắng rất đẹp. Sau đó kết thúc trận đấu thì Quang Hải cũng đã đến chia sẻ, lắng nghe những lời động viên của Bầu Hiển. Sau đó là cũng bắt tay, cúi gặp người để nói những lời cảm ơn với Bầu Hiển. Mình nghĩ rằng Quang Hải sẽ nói lời tạm biệt với Hà Nội trong thời gian tới và có lẽ sẽ không ở Việt Nam nữa, sẽ di chuyển sang bên nước ngoài thi đấu. Đó là những thông tin mình nắm bắt được trong thời gian gần đây, bởi vì người đại diện của câu lạc bộ, xin lỗi các bạn, người đại diện của Quang Hải cũng rất là mong muốn Quang Hải sẽ không thi đấu cho một đội bóng nào tại Hà Nội, đặc biệt tại Việt Nam, để không làm khó Quang Hải trong việc đối đầu với đội bóng cũ, đặc biệt là cũng cho tạo cho cơ hội Quang Hải có thể được đi ra nước ngoài để bắt đầu thi đấu. Với việc Văn Hoàng bị Covid-19 và không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội thì lúc này danh sách các cầu thủ thủ môn của đội tuyển còn lại ba thủ môn, đó là Nguyên Mạnh, Vũ Tuyên Quang và Tuấn Mạnh. Không biết đội tuyển xưa có triệu tập thêm cầu thủ hay không, vì chúng ta có phải chuẩn bị cho hai trận đấu là một trận đấu gặp Oman và trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản, và rõ ràng là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải có một lực lượng dày dặn sẵn sàng để có thể chuẩn bị cho cả hai trận đấu. Trận đấu gặp Oman chúng ta cũng đã sức mẻ đội hình khá nhiều, các bạn thấy thì ngoài một số cầu thủ trụ cột quen thuộc, ví dụ như Môn Nguyên Mạnh, trung vệ Quế Ngọc Hải, thì ở hàng tiền đạo chúng ta vẫn còn thấy có Tiến Linh, Công Phượng, thì chúng ta thấy là rất nhiều cầu thủ đá quen thuộc, quen mặt thuộc tên như Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hồng Duy, Văn Đức, này thì thực sự là họ đã phải nói lời chia tay với đội tuyển rồi. Và chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo đang đau đầu tìm kiếm những phương án để thay thế. Thầy Park đang hỏi Tiến Linh một điều gì đó, rồi ông cầm một quả bóng. Có lẽ là ông đang muốn test lại cái cảm giác của Tiến Linh ở mu bàn chân. Tiến Linh đang bị mu bàn chân trái. Đó.
không vấn đề gì cả các bạn ạ, không vấn đề gì cả. Có lẽ Tiến Linh đã bình phục phần nào chấn thương của mình. Hôm đến khách sạn thì Tiến Linh có khoe với mình rằng cái mu bàn chân trái của Tiến Linh tím bầm và khá là đau, đi tập tễnh cơ. Có lẽ là sau những phương pháp điều trị tích cực từ các bác sĩ thì cái máu ở mu bàn chân nó cũng đã tan ra rồi. Hy vọng là Tiến Linh sẽ sẵn sàng trong trận đấu sắp tới gặp Oman. Trận đấu mà chúng ta chơi trên sân nhà và đối thủ Oman thì cũng có nói là mang đến những cầu thủ khá là trẻ trung ở độ tuổi U20 đến để đối đầu với chúng ta. Họ coi đó là đây là một trận đấu có sát thôi, để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta tiếp tục có những trận thắng trong áo đội tuyển. Thực tế là chúng ta đã có một trận thắng với trước Trung Quốc, và đó là một cái đòn bẩy rất là lớn để thúc đẩy cái tình yêu bóng đá người hâm mộ Việt Nam cũng như là tinh thần của đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới. Tuy nhiên là chúng ta phải biết được là đối thủ của chúng ta đều là những đối thủ rất mạnh, và chúng ta không thể kỳ vọng đội tuyển của chúng ta thắng mãi được. Sẽ phải là những bài học, sẽ phải là những trận đấu khó khăn, đặc biệt là trận đấu với Nhật Bản, một đối thủ mà kể cả họ có tung đội hình trẻ trung, đội hình 2, họ cũng mạnh chúng ta rất là nhiều. Với cái danh sách tập luyện như thế này thì mình nghĩ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tính toán đến việc chơi cạnh Quế Ngọc Hải sẽ là những trung vệ nào, ví dụ như Adriano Smith hay là Bùi Hoàng Việt Anh hay là Thanh Bình, cầu thủ có thể nói là rất trẻ trung, cũng là những cái làn gió rất là mới. Vị trí hậu vệ cánh thì có lẽ là với việc cho tờ Lê Văn Xuân thì không loại trừ khả năng Lê Văn Xuân sẽ thi đấu vị trí hậu vệ cánh trái. Cánh phải thì thầy Park có thêm những sự lựa chọn khi mà Tuấn Tài hay Văn Thanh đều có thể chơi được. Hàng tiền vệ thì có lẽ là Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức đều là những cái tên sáng giá. Tuy nhiên chúng ta đang có sự thêm có sự góp mặt của Hải Huy, Châu Ngọc Quang đều là những cái tên rất là mới. Xuân Trường, Cung Phượng đều là những cầu thủ quen thuộc. Tuấn Anh ở hàng tiền đạo thì mình thấy là có lẽ là thầy Park sẽ luân phiên sử dụng các cầu thủ như Tiến Linh, Văn Toàn, Cung Phượng hay là Tuấn Hải thôi. Tuấn Hải cũng là một cầu thủ mình rất là thích. Như vậy là Quế Ngọc Hải sẽ phải tập riêng, điều trị có lẽ là một chút căng cơ. Quế Ngọc Hải lúc này thì vẫn mang đôi giày thi đấu, mang tất cao, lót ống đồng, và có lẽ là cái chấn thương của Quế Ngọc Hải mình hy vọng cũng không quá nặng đâu. Theo những tìm hiểu của mình thì đây là một cái tổn thương ở cơ, căng cơ thôi, không có điều gì quá nghiêm trọng cả. Nhưng mà rõ ràng là huấn luyện viên Bang Sơ cũng phải rất cẩn trọng và để cho các cầu thủ trụ cột phải được nghỉ ngơi. Lúc này thì theo danh sách tập trung thì Hùng Dũng vẫn đang là nắm chức đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Và sau khi mà huấn luyện viên Bang Hang-seo triệu tập các cầu thủ của Hà Nội và Hùng Dũng có lên thì chắc chắn là ngày hôm nay bắt đầu là ngày đầu tiên mà Hùng Dũng quay trở lại đội tuyển với cương vị đội trưởng. Trong trận đấu gặp Trung Quốc thì Hùng Dũng đã mang băng đội trưởng rồi, và thực sự là cái hàng tiền vệ có sự có mặt của Hùng Dũng trở nên rất là cơ động. Và hôm đó thì mình thấy nhớ là Hùng Dũng cũng như Tuấn Hải là những cầu thủ phối hợp nhau rất là tốt. Đây là những cầu thủ di chuyển rất là tích cực, rất là nhiều và di chuyển ra vấn đề luôn. Sự có mặt của Tuấn Hải thì thực sự là đã tạo nên một cái làn gió thực sự rất mới và khiến cho hàng công của đội tuyển Việt Nam thêm màu sắc. Trước đây thì chúng ta thấy Tiến Linh gần như là rất đơn độc trên hàng tiền đạo, và thỉnh thoảng Tiến Linh bậc thay ra và đổi với vị trí của Hà Đức Chinh nhưng không tạo ra quá nhiều những sự khác biệt. Nhưng rõ ràng là sự có mặt của Tuấn Hải sẽ là một cái làn gió thực sự rất là mới, và những đối thủ thì vẫn chưa biết nhiều về Tuấn Hải. Họ có thể nghiên cứu về Tiến Linh rất nhiều trận đấu quốc tế rồi, nhưng mà Tuấn Hải là cầu thủ khá mới và chưa nhiều người biết. Hôm qua thì toàn đội đang chia thành hai nhóm, và mỗi nhóm sẽ có 3 tổ. Mỗi tổ thì mặc một màu áo khác nhau, màu áo tím, áo cam và áo xanh. Những cái màu áo để chia thành các nhóm khác nhau tập luyện những bài tập. Ngày hôm nay thì có lẽ là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cho các cầu thủ tập luyện với bóng sớm hơn. Ngày hôm đầu tiên thì các cầu thủ tập luyện với bóng khá muộn. Rõ ràng là cũng cần có những bước chạy thật khởi động thật là kỹ. Nhưng có lẽ đến ngày hôm nay thì cái việc khởi động
nó vẫn còn, nhưng mà nó không không cần mất nhiều thời quá nhiều thời gian nữa và triển khai luôn vào những pha chạm bóng. Tiến Linh, Văn Xuân, Quang Hải, Hùng Dũng được chia một nhóm. Ở đây chúng ta thấy có Thanh Bình, Châu Ngọc Quang này, đấy, Công Phượng chia thành một nhóm 3 người. Đó. Chúng ta cũng tiếp tục quan sát. Lúc này thì nhóm cùng màu với nhau đang chuyển bóng với nhau. Nhóm khác có Đức Chiến, Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Hải Đức Trinh chia thành một nhóm 4 người. Như vậy nhóm thì 3 người, nhóm thì 4 người. Với ghi danh sách lúc này khoảng 23 cầu thủ thì có lẽ là huấn luyện viên Văn Sơ cũng phải gọi là liệu cơm gấp mắm, lựa con người để có thể chia thành những cái bài tập giúp cho hệ thống chiến thuật vận hành một cách trơn tru. Quang Hải vẫn là một phong cách rất quen thuộc nhưng mà để lại những sự khác biệt rất là lớn. Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị trận đấu gặp Thanh Hóa và đã mang đến những sự khác biệt và chứng minh được năng lực, chứng minh được đẳng cấp của mình. Thực tế là cũng rất là nhiều người ủng hộ việc Quang Hải sang nước ngoài thi đấu bởi vì họ nghĩ rằng là Quang Hải xứng đáng với một môi trường cao hơn là V-League. Đẳng cấp của Quang Hải thực sự đã được chứng minh và cũng rất nhiều chuyên gia cho rằng Quang Hải nên đi. Nhưng cũng rất nhiều có những ý kiến trái chiều cho rằng là Quang Hải không nên đi, ở lại để cống hiến cho câu lạc bộ Hà Nội, một đội bóng đã nuôi dưỡng Quang Hải từ bé. Với quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng là Quang Hải dù đi hay ở thì thực sự là nó cũng đều có hai mặt. Mình thì mình ủng hộ việc Quang Hải đi là đi hẳn nước ngoài để Quang Hải có thể biết đâu tạo nên một thành công ở vùng trời khác. Và đặc biệt là thực sự là cái lợi lớn nhất chính là cái lợi về quốc gia, khi mà chúng ta sẽ có một cầu thủ va chạm với rất nhiều các đối thủ tại nước ngoài và mang về cho chúng ta một tá những cái bài học. Và Quang Hải hoàn toàn có thể chia sẻ lại với rất nhiều các đồng đội, rất nhiều các đàn em sau này. Thực tế là chúng ta đã có rất nhiều cầu thủ sang nước ngoài rồi, nhưng mà nếu thực sự nói về thành công ở mặt thi đấu thì chưa thực sự có nhiều cầu thủ thành công. Tuy nhiên cái việc mà học hỏi được từ những cái môi trường bóng đá ở đất nước khác, đó là một cái điều rất là giá trị. Và như các bạn đã biết được rồi, Hàn Quốc hay Nhật Bản thế thôi, họ cũng phải mất rất nhiều thời gian để đưa các cầu thủ của họ sang được đến trời Âu, sang được đến những vùng đất khác, và cũng phải mất rất nhiều năm tháng, rất nhiều các cầu thủ đã đi và thất bại thì mới đến được những cái khoảng thời gian mà có những cầu thủ đi và mang được về những gặt hái được về những bài học, những thành công. Park Ji Sung, cầu thủ người Hàn Quốc, là một ví dụ cực kỳ điển hình. Anh cũng phải đi sang nước ngoài và thực sự là anh đến Manchester United cũng phải rất lâu mới chứng minh được giá trị của mình. Sức ảnh hưởng của Park Ji Sung thời điểm đó có lẽ là lớn nhất châu Á. Một cầu thủ đã vượt ra ngoài khuôn khổ châu Á và đã cùng với một đội bóng hàng đầu của thế giới đoạt được những danh hiệu to lớn như ngoại hạng Anh, chức vô địch ngoại hạng Anh hay là Champions League. Rõ ràng Park Ji Sung là một trong những cầu thủ đáng để rất nhiều các cầu thủ châu Á noi gương. Sự thành công của Park Ji Sung đã mang đến động lực cho rất nhiều cầu thủ khác sau này, ví dụ như cầu thủ người Hàn Quốc Song Hyung-min, bây giờ đang thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur, và nó cũng truyền cảm hứng cho khá nhiều các cầu thủ khác, đặc biệt tại Việt Nam. Rất nhiều các cầu thủ đã di chuyển sang Hàn Quốc, Nhật Bản để thử sức với môi trường bóng đá châu lục như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Nói chung là mình nghĩ rằng là Quang Hải nếu đi thì sẽ phải đặt ra những cái bài toán là đi đâu. Đi đâu để chúng ta được chứng kiến Quang Hải chơi bóng một cách thường xuyên. Bởi vì nếu mà đi mà không được chơi bóng thì thực sự là rất là đáng tiếc. Quang Hải sẽ mất cảm giác mất. Mình mong là Quang Hải sẽ tìm được một môi trường phù hợp, một đội bóng cần Quang Hải, và Quang Hải sẽ được thi đấu một cách chính thức. Lúc này thì Nguyên Mạnh cũng như Tuấn Mạnh đang tích cực tập luyện những bài tập mà
vừa bắt bóng vừa sút cầu môn không thành. Như các bạn thấy là từ nãy giờ thì những sút chân trái của cả Tuấn Mạnh lẫn Nguyên Mạnh đều chưa thực sự chính xác. Ở một khung thành khá nhỏ thì các thủ môn đang chưa đưa ra được những đường truyền, hay nói đúng hơn là những cú sút bóng sệt vào khung thành, một cú sút chưa được chính xác. Các cầu thủ còn lại thì cũng đang tiếp tục tập luyện. Lúc này thì đội các nhóm đã tập cái bài tập truyền khác màu cho nhau rồi, phải truyền khác màu với nhau. Chủ yếu là những cái bài tập như này thể hiện óc quan sát, nhãn quan chiến thuật, nhãn quan quan sát thôi, và kỹ năng xử lý bóng ngắn nhỏ. Những cái bài tập như này thì chỉ được sử dụng tối đa là 2 chạm. Để chuẩn bị cho trận đấu gặp Oman, tình hình lực lượng như này thì rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo, mình không biết là huấn luyện viên Park Hang-seo có gọi thêm người không, nhưng lúc này thì đang thực sự là gặp một số những vấn đề về nhân sự. Nếu mà cứ mắc Covid sau đó là phải nói lời chia tay với đội tuyển như thế này thì chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rất khó khăn trong việc lựa chọn những nhân sự để lắp ráp vào đội hình. Không biết là với tương đây cầu thủ thì trận đấu nội bộ sắp tới của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào đây. Theo mình nhìn thì mình thấy là cái hàng trung vệ của hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam lúc này thì đang là những là cái hàng mà có lẽ là ít nhân sự nhất. Chúng ta có Thanh Bình, chúng ta có Bùi Hoàng Việt Anh, có Đức Chiến, Arino Smith, Quế Ngọc Hải. Còn ai nữa ạ? Dường như là có Thành Trung nữa. Mỗi vị trí chúng ta chỉ có một người thay. Trong khi đó vị trí hậu vệ cánh trái chúng ta đang có Lê Văn Xuân, Đỗ Thanh Thịnh. Hậu vệ cánh phải chúng ta có Tấn Tài, chúng ta có Vũ Văn Thanh. Tiền vệ trung tâm của chúng ta có Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hải Huy, Tuấn Anh, Xuân Trường. Thậm chí Công Phượng, Hoài Quang Hải cũng thể chơi được vị trí tiền vệ tấn công. Cặp tiền đạo thì chúng ta có khá nhiều lựa chọn. Tiến Linh, Tuấn Hải, Hà Đức Trinh, Văn Toàn. Nhưng cũng không thực sự là quá dư giả gì cả. Chúng ta cũng đã bổ sung thêm Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng thường thường là bóng đá Việt Nam của chúng ta càng khó khăn thì chúng ta lại càng mạnh mẽ để có thể vượt qua được. Các bạn thấy là chúng ta từ thời U23 Thường Châu cho đến U23 tại Đông Nam Á thì các bạn thấy là chúng ta đã vượt qua rất nhiều những nghịch cảnh. Từ cái việc thiếu đồ ăn, đồ uống hay là bị Covid thì chúng ta cũng đều rất là cố gắng để vượt qua. Và càng khó khăn thì càng thấy là tinh thần dân tộc, tinh thần của người Việt Nam nó thực sự là phát huy một cách tối đa. Mình cũng mong là với những khó khăn này chúng ta đều sẵn sàng để có thể vượt qua, đương đầu với các đối thủ sắp tới, đối thủ thực sự rất mạnh. Thời gian của buổi tác nghiệp đến đây cũng xin được phép khép lại rồi. Đối với Bang Sư thì cho phép chúng tôi tác nghiệp khoảng 15, nhiều lắm là 20 phút thôi. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video trên kênh Tết Trần TV. Rất mong mọi người bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh Tết Trần TV.